trong chốn tối tăm bừng lên một ánh sáng soi chiếu người lành từ bi và công chính, phúc vinh cho người xót thương cho vay mượn, theo đức công bình thu xếp công việc mình. Một nguồn ánh sáng bừng lên giữa chốn tối tăm, soi chiếu người lành chân thành luôn giữ lòng thành, cho tới mai sau họ không hề nao núng, danh tánh người lành hằng luôn được ghi nhớ, sẽ không lo sợ đón nghe tin nguy hại, tin Chúa an bài luôn mãi trong cây ngài. Một nguồn ánh sáng bừng lên giữa chốn tối tăm, soi chiếu người lành chân thành luôn giữ lòng thành, luôn mãi vững tâm họ không còn kinh hãi, ưu đãi người nghèo họ dang rộng tay giúp, đức công chính họ sẽ lưu danh muôn đời, uy thế của họ vươn hương cao rạng ngời. Một nguồn ánh sáng bừng lên giữa chốn tối tăm, soi chiếu người lành chân thành luôn giữ lòng thời. Vì đèn dầu